Ukraine tuyên bố sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo. Nghi vấn tiêm kích F-16 đã xuất trận ở Ukraine. Chuyên gia đưa ra tuyên bố về tình hình mới ở Bắc Cực. Phó tướng của ông Trump nói về bước ngoặt chính trị. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Trong một cuộc họp báo hôm 15 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo, vốn được cho là có mời phía Nga. Tổng thống Zelensky nói, tôi đặt mục tiêu là vào tháng 11 tới sẽ đạt được kế hoạch hòa bình và hoàn toàn sẵn sàng họp thượng đỉnh về vấn đề này. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này sau khi trở về từ chuyến thăm Washington vào tuần trước để dự hội nghị thượng đỉnh NATO, vốn tập trung bàn về cuộc xung đột Ukraine. Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ nhận được một số máy bay chiến đấu F-16 vào mùa hè này và số lượng nhiều hơn nữa trước cuối năm nay. Tuy nhiên, ông không thể tiết lộ chính xác số lượng bao nhiêu. Ông Zelensky nói thêm, sẽ không đủ, các nước phương Tây chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho chúng tôi, nhưng liệu có đủ để chiến đấu ngang tầm với lực lượng không quân Nga không? Chúng tôi đang dự đoán sẽ cần số lượng lớn hơn nhiều. Hồi tháng trước, Ukraine đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ với sự tham dự của đại diện 92 quốc gia nhưng lại không mời Nga. Và mới đây, Kiev cho biết họ có thể mời đại diện của Nga tới dự hội nghị tiếp theo. Tuy nhiên, hồi tuần trước, một thứ trưởng ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh tiếp theo và tuyên bố không có nội dung chính xác về ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai này. Trong khi đó, Ukraine cho hay hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ thảo luận về một kế hoạch hòa bình do hàng chục quốc gia chia thành các nhóm làm việc khác nhau đưa ra. Mới đây, tờ Avia.pro đưa tin, máy bay chiến đấu F-16 đã xuất hiện thường xuyên ở khu vực Odessa trong vòng một tuần nay. Theo thông tin được phóng viên chiến trường Yuri Kotenov cung cấp, bốn máy bay F-16 đã cất cánh từ các sân bay ở Rumani. Trước đó, phóng viên của Avia.pro từng thông báo về sự xuất hiện của máy bay F-16. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, những máy bay này dường như chưa tham gia hoạt động chiến đấu. Sự hiện diện của F-16 ở Odessa có thể khiến quân đội Nga lo ngại. Điều này cho thấy phương Tây sẵn sàng hỗ trợ tích cực hơn cho Ukraine trong cuộc xung đột. Đồng thời, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu công nghệ cao có thể thay đổi đáng kể cục diện khu vực. Các chuyên gia lưu ý rằng, việc sử dụng các sân bay ở Rumani để F-16 cất cánh đã cho thấy sự tham gia tích cực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong việc hỗ trợ Ukraine. Ngày 10 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, lô máy bay F-16 đầu tiên đang được chuyển đến Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan. Ông Blinken nói, tôi vui mừng thông báo rằng, ở thời điểm hiện tại, việc chuyển giao các máy bay F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan đang được tiến hành, và những máy bay đó sẽ cất cánh trên bầu trời Ukraine vào mùa hè năm nay để đảm bảo rằng Ukraine có thể tiếp tục tự vệ một cách hiệu quả trước các hoạt động của quân đội Nga. Việc tăng cường phòng không rất quan trọng đối với Ukraine khi quân đội Nga liên tục tiến hành các cuộc không kích. Mới đây, điều phối viên Văn phòng Dự án Phát triển Bắc Cực của Nga, ông Alexander Voronikov đã trả lời phỏng vấn Sputnik về khả năng thúc đẩy tiềm lực của Nga ở Bắc Cực. Theo đó, ông Voronikov cho rằng hiệp ước ba bên, Mỹ, Phần Lan và Canada nhằm đẩy mạnh uy thế ở Bắc Cực là điều mà Nga cần phải quan tâm. Phần Lan có nhiều kinh nghiệm trong việc đóng thân tàu phá băng. Trên thực tế, một số thân tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Liên Xô và Nga đã được đóng tại các xưởng đóng tàu Phần Lan. Trong khi đó, Mỹ có công nghệ và kinh nghiệm cần thiết để chế tạo hệ thống đẩy hạt nhân. Tuy nhiên, theo điều phối viên, có nhiều yếu tố là rào cản của họ ở hiệp ước này. Ông Voronikov cho biết, đầu tiên đó là nhân sự. Để thực hiện tất cả những điều này, bạn cần nhân sự. Thứ hai, đó là công nghệ. Người Mỹ có hệ thống đẩy, tức là chương trình hạt nhân, cho tàu sân bay, nhưng việc điều chỉnh chúng cho tàu phá băng sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác. Ông cho rằng, mặc dù Mỹ có đủ tiền để tài trợ cho dự án này, nhưng nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, cũng như tình hình địa chính trị hiện tại không giúp ích cho dự án xây dựng tàu phá băng này. Ông Voronikov cảnh báo, trong khi đó, hiệp ước ba bên giữa Mỹ, Canada và Phần Lan nhằm thách thức Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực sẽ không có lợi cho bất kỳ ai. Theo ông, Nga sẽ không thể bỏ qua các mối đe dọa đối với an ninh của mình và các nỗ lực phá vỡ các kế hoạch của mình ở Bắc Cực. Ông cũng lưu ý rằng, Nga sở hữu kiến thức vô song về Bắc Cực
nhờ tất cả các cuộc thám hiểm nghiên cứu bắt đầu từ thời Liên Xô. Cùng với đó, Nga có triển vọng thiết lập các căn cứ máy bay không người lái UAV trong khu vực. Điều này sẽ khiến cuộc đối đầu với Nga ở Bắc Cực trở thành một viễn cảnh rất thách thức. Ông Voronikov cho biết, khi chiến tranh lạnh bắt đầu, Liên Xô đã xây dựng sân bay băng ở Bắc Cực để đưa máy bay và phi công vào bắn hạ bất kỳ ai bay đến chỗ chúng tôi, vì Bắc Cực là tuyến đường ngắn nhất đến chúng tôi. Do đó, ông gợi ý, Nga có thể thiết lập các căn cứ không quân ở Bắc Cực giống như các sân bay băng nhưng được trang bị UAV thay vì máy bay có người lái. Ông Voronikov nhấn mạnh, mang UAV đến đó, chúng có thể được sử dụng để đối trọng với đối thủ của chúng ta. Mới đây, Canada cũng tuyên bố thẳng thắn ý định tăng cường sức mạnh triệt để của hạm đội tàu ngầm cho Hải quân. Đó là việc ý định mua sắm 12 tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ mới, phối hợp cùng 4 chiếc UFOder hiện nay. Ước tính vào năm 2050, khu vực Bắc Cực sẽ trở thành nơi mà hoạt động khai thác tài nguyên diễn ra mạnh mẽ, đồng thời còn là khu vực có nhiều tuyến hậu cần mới. Ngày 15 tháng 7, theo giờ địa phương, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chọn Thượng nghị sĩ James David Vance, nhân vật từng chỉ trích ông, làm người liên danh tranh cử phó tổng thống. Trước đó, nghị sĩ Vance tiết lộ rằng, một buổi tiệc tối năm 2018 với nhiều CEO chính là bước ngoặt trong quá trình phát triển chính trị của ông. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ The New York Times vào tháng 6 vừa qua, ông Vance đã hé lộ một phần về cách ông dần thiện cảm hơn với cựu Tổng thống Trump cũng như chặng đường phát triển quan điểm chính trị của bản thân. Trước đây, nghị sĩ Vance từng thẳng thắn chỉ trích cựu Tổng thống Trump. Cụ thể, vào năm 2016, khi ông Trump tranh cử Tổng thống lần đầu tiên, ông Vance đã bày tỏ không hài lòng về ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong các cuộc phỏng vấn và bài đăng trên mạng xã hội cá nhân. Khi đó, ông Vance gọi ông Trump là đáng trách, Hitler của nước Mỹ. Nhưng vào năm 2021, khi ông Vance vận động tranh cử vào ghế thượng viện ở Ohio, ông đã lên tiếng ủng hộ ông Trump. Thời điểm đó, ông Vance thừa nhận rằng bản thân đã hiểu sai về ông Trump. Việc ông Vance quay sang ủng hộ ông Trump trùng với thành tích của chính khách này giành được ghế thượng viện và thậm chí là viễn cảnh có thể đảm nhận chức phó tổng thống. Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, ông Vance nói rằng vào năm 2018, ông được mời tham dự một sự kiện do Business Roundtable, một nhóm vận động hành lang phi lợi nhuận gồm các CEO tổ chức. Trước đó 2 năm, ông Vance gây tiếng vang tại Mỹ với cuốn hồi ký Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất của The New York Times và đến nay bán được 1,6 triệu bản. Trong cuốn sách này, ông Vance chia sẻ các câu chuyện về cuộc sống gia đình nhiều hỗn loạn, về các cộng đồng suy tàn, dường như mất hy vọng. Ông nảy ra ý tưởng về cuốn sách khi đang theo học tại trường luật Yale và hoàn thành nó ở những năm đầu độ tuổi 30. Ông Vance kể rằng, tại buổi tiệc tối năm 2018, ông ngồi cạnh CEO của một chuỗi khách sạn lớn. Người này đã phàn nàn về việc buộc phải trả lương cao hơn cho công nhân của mình và đánh giá các quyết sách ở biên giới của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Trump đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với nhân viên như thế nào. Ông Vance chia sẻ với The New York Times rằng, vị CEO này đã quay sang ông và nói: "Bây giờ, bởi vì không thể thuê người nhập cư, chúng tôi phải thuê những người lao động khác với mức lương cao hơn." Thượng nghị sĩ Vance nhận xét: "Việc ông ta coi tôi là người thông cảm với vấn đề của ông ấy thay vì người lao động khiến tôi nhận ra rằng mình đang ở trên một chuyến tàu có động lực riêng và tôi phải xuống khỏi chuyến tàu này. Nếu không, tôi sẽ thức dậy sau 10 năm nữa và thực sự ghét mọi thứ mà tôi đã trở thành." Trước đây, ông Vance ủng hộ tăng thuế doanh nghiệp và mức lương tối thiểu, đồng thời chỉ trích chính sách quyền làm việc Đảng Cộng hòa ủng hộ có thể tác động tiêu cực đến công đoàn. Ông cũng ủng hộ dự luật chấm dứt sáp nhập miễn thuế đối với các tập đoàn lớn. Chuyên gia tại Viện Manhattan, ông Brian Bridle phân tích với tờ Washington Post rằng ông Trump theo chủ nghĩa dân túy về kinh tế, chống thương mại tự do hơn nhiều so với các thành viên Đảng Cộng hòa truyền thống và nghị sĩ Vance đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ nền kinh tế dân túy mới này trong Đảng Cộng hòa. Ngày 15 tháng 7, các cuộc giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục diễn ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành loạt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban, phá hủy một kho vũ khí ở khu vực Bin Jebel và một cơ sở quân sự của lực lượng này gần làng biên giới Kafr Kila. Trong đó, cuộc không kích vào Bin Jebel khiến một thành viên Hezbollah thiệt mạng. Để đáp trả, trong đêm ngày 15 tháng 7, lực lượng Hezbollah đã bắn khoảng 20 quả tên lửa nhắm vào thị trấn biên giới Kiryat Shmona của Israel.
cuộc tấn công của Hezbollah cũng nhằm vào một số địa điểm khác của Israel như Ramia, Branit, Al-Samaqua và Jan al-Alam. Một nửa số vũ khí trên bị hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đánh chặn. Trong thời gian gần đây, giao tranh giữa nhóm vũ trang Hezbollah và quân đội Israel đã leo thang và có nguy cơ trở thành cuộc chiến toàn diện. Hezbollah tuyên bố họ hành động để hỗ trợ cuộc đấu tranh của người dân Palestine. Xung đột cũng đã khiến hàng chục nghìn người phải di rời khỏi các cộng đồng biên giới ở miền Bắc Israel và miền Nam Liban. Trong diễn biến khác, cùng ngày 15 tháng 7, báo Al-Qatan đưa tin doanh nhân người Syria Bara Al-Qataji đã qua đời trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được cho là do Israel tiến hành nhắm vào ô tô của ông này gần biên giới Liban-Syria. Ông Al-Qataji được cho là có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Syria và các nhóm vũ trang Iran. Ông này nằm trong danh sách trừng phạt của cả Mỹ và Anh.